Nếu là để hỏi lý do vì sao mà em thích Hân nữa, chắc là vì bọn em bị thu hút bởi những sự khác biệt và đặc biệt của người còn lại. Kiểu những chính những sự khác biệt nó tạo nên sự hấp dẫn đó. Trái dấu thì hút nhau. Em thích cái sự tự do phóng khoáng, đôi khi rất khó nắm bắt đấy của Hân. Chắc đấy là điều mà em không có. Yêu nhau như đúng rồi nhỉ? Thế sao lại ra nông nỗi này? Cái câu hỏi đấy em hỏi em rất nhiều lần luôn. Tại sao mọi chuyện ra nông nỗi này? Mà tại sao mọi chuyện ra nông nỗi này rồi bọn em vẫn cố đeo bám nhau làm gì? Em với Hân đều trẻ mà. Bọn em chả ràng buộc gì với con cái cả. Sai thì sửa, khó thì bỏ. Đúng không? Em đã nghĩ đến như thế rồi. Nhưng mà cố gắng tiếp tục vì bố mẹ. Sợ bố mẹ buồn à? Em giống chị ở điểm đấy. Bố mẹ luôn là cái cớ. Đúng là lúc đấy cũng sợ bố mẹ buồn. Nhất là vào khoảng thời gian mà chị chia tay. Cái lý do thực sự là vì em không muốn buông. Em chưa muốn buông vì cái lý do cái lần thứ nhất nó cực kỳ vớ vẩn luôn. Rất vớ vẩn. Mà sau lần đấy thì Hân không tin tưởng em nữa. Rồi sau đấy thì chính những cái sự khác biệt mà từng hấp dẫn bọn em, nó lại trở thành cái lý do để bọn em càng ngày càng xa nhau hơn. Thế tại sao cuối cùng vẫn chọn là chia tay? Lúc em thấy mà Hân không còn tôn trọng em nữa, không còn tin tưởng, không còn tình yêu gì cho em. Bây giờ trong mắt Hân chỉ còn là sự căm ghét, thậm chí là coi thường. Em cũng có em biết là em nên dừng lại. Em đang làm gì? Em đã nghĩ vẫn như lần trước em nghĩ như thế rồi, nhưng mà đến bây giờ em vẫn hoang mang, em không biết em làm thế nào là đúng, thế nào là sai nữa. Đúng sai trong tình yêu và hôn nhân thì không ai nói hay được, kể cả là mấy ông viết sách. Là người đầu tiên cho em cảm giác một gắn bó cuối đời. Em đến với nhau hoàn toàn một tình yêu, hoàn toàn một niềm tin là tương lai sẽ hạnh phúc. Nó giống như khi chị đóng một con tàu ấy, sẽ chả bao giờ chị nghĩ là chị mong muốn nó sẽ chìm cả, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà như thế tức là hai em đã xây con tàu này bị dở rồi. Đúng. Vì lúc đầu em nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ. Mà thực sự là muốn tàu đi xa được còn cần nhiều thứ khác nữa. Đúng là trẻ người non dạ. Đứa nào cũng tự tin và nghĩ rằng là mình chỉ cần có tình yêu thôi, như thế là đủ rồi. Em đã từng đổ lỗi cho người thứ ba. Em thấy em chả làm gì sai cả. Nhưng mà đến bây giờ em thấy người thứ ba thực ra nó giống như là một cơn bão á. Một cơn bão đến để cho em biết là cái tàu của em đóng nó quá tồi đi. Mà đến cái lúc nhận ra thì sửa cũng không kịp. Ra giữa biển rồi. Thế có ân hận không? Vì đã ra khơi rồi. Có. Mày cũng giống chị đấy. Khi mà chị ra khơi rồi thì chị mới thấy được người bạn đồng hành của mình thực sự là một thằng rất tồi. Lúc đấy chị chỉ muốn đạp nó xuống biển thôi.
Nhưng mà hóa ra là nó cũng thế. Nó cũng muốn đạp chị xuống biển. Thế cho nên là cả hai đứa cùng dìu nhau mà chìm thôi. Không, em khác chị. Lỗi của em là đóng tàu sai cách. Còn nếu như bây giờ được làm lại một lần nữa, chắc chắn sẽ bình tĩnh hơn, chậm rãi hơn. Xem bọn em sẽ sâu với nhau tất cả mọi thứ luôn. Không phải chỉ những điều tốt, sâu tất cả mọi thứ, kể cả gì mình không đúng. Sòng phẳng ngay từ đầu. Để lúc đấy trên con tàu bọn em nó không phải là tình yêu nữa, nó phải có cả lòng tin. Nó không kiểu như là chỉ sơn màu hồng đẹp đẽ lên nhưng mà lỏng lẻo, chỉ gặp vài cơn bão là chao đảo. Còn với người đồng hành thì em khác chị. Nếu bây giờ cho em chọn lựa lại một lần nữa, em vẫn chọn Hân. Con bố Thanh nói hay như sách giáo khoa luôn. Tàu Titanic 2 mời Titanic 1. Đi. Ừ.